chợ cá Hà Tiên nha bà con. Đây bày bán rất là nhiều hải sản nha. Rất là nhiều loại hải sản. Chợ này bán hải sản hết rất nhiều rồi. Cái này cái gì cô? Cái bóp hả? Đây là cá bóp nha bà con. Rất là nhiều. Ngầm mua cua không kìa? Cá ngon quá ngon.
Nhiêu ký? Nhiêu ký? Xin gửi.